trên hình ảnh thì mình sẽ thấy được những đây là trường hợp mà bệnh nhân có dày thành túi mật mà không phải do viêm túi mật. Giống như là trường hợp viêm túi mật cấp nãy giờ mình coi thì không phải. Thì ở đây là mình có là bệnh nhân này bị viêm gan cấp. Viêm gan cấp và lúc mà siêu âm lên mình thấy dày thành túi mật lan tỏa trên cái lá cắt ngang qua túi mật ha. Mình thấy thành nó dày lên. Dày lan tỏa hết, phù nề lên hết. Và trên hình ảnh CT mình thấy thành nó dày đây, lồng nó còn có chút xíu đây. Thì đây là trường hợp bệnh nhân viêm gan cấp và có dày phù nề thành túi mật. Túi mật nó xẹp. Ở đây là trường hợp bệnh nhân xơ gan. Thì mình thấy là thành túi mật nó dày phù nề lên như thế này. Thành túi mật nó dày phù nề trên cái cắt dọc qua túi mật. Mình thấy thành dày phù nề. Mà túi mật nó không có căng. Và khi mà siêu âm thường mình làm giống một phi thôi, cũng không có dương tính, mà nhân có đau. Dày phù nề thôi. Trong bệnh cảnh xơ gan, viêm gan cấp. Đây là ảnh CT của cái bệnh nhân này, cũng thấy thành dày túi mật nhưng không căng, lòng không có sỏi gì hết ha, lòng vẫn âm trống bình thường. Rồi thì bệnh lý đầu tiên đó, bệnh lý cơ tuyến túi mật nó sẽ gây bất thường thành túi mật như thế nào, thì được xem như là bệnh này được xem như là cái bệnh nội tại của túi mật, không có do viêm túi mật, là do nó tăng sinh dày lên của cái lớp niêm mạc, nó tăng sinh dày lên của cái lớp niêm mạc. Do nó tăng sinh dày lên của cái lớp niêm mạc và cái lớp cơ niêm ha, lớp cơ niêm và nó có những cái túi thừa ở bên trong lòng, nó có những cái túi thừa bên trong lòng niêm mạc á, nó thoát vị qua cái chỗ yếu của lớp cơ niêm và nó đi vào trong trong thành như thế này ha. Nó hình thành những cái túi thừa ha. Túi thừa hay là xoang Rokitansky absorb này ha, hình thành những cái xoang, những cái hốc xoang này thì nó có thể thông thương với cái lòng túi mật bình thường, nó có thể thông thương với lòng túi mật, nhưng mà khi nó bị tắc nghẽn ha, khi nó bị tắc nghẽn thì nó thành những cái hốc bên trong, nó sẽ chứa, có thể nó chứa mật ha, hoặc là nó chứa bùn, nó chứa cholesterol hoặc nó chứa sỏi, thì tùy theo cái thành phần nó chứa mà nó sẽ cho những cái hình ảnh. Ví dụ nó chứa mật thì mình nhìn thấy những hình